Vâng, một tác phẩm đến từ chất liệu gỗ thơm, đó là dòng gỗ Ngọc Am. Và đây là một tác phẩm rất đặc trưng của tượng gỗ Nguyễn Hồng. Và các bác đã đoán ra đây là tác phẩm gì chưa ạ? Một tác phẩm siêu to nếu mà nói về cái dòng tác phẩm này thì đây là siêu to. Và mời các bác nhà mình chiêm ngưỡng, khoan một chút. Đó là khi mà các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này, thấy tác phẩm đẹp, các bác nhớ là cho em trai Hồng Lê và tượng gỗ Nguyễn Hồng xin một nút like các bác nhá. Và bác nào mà chưa đăng ký nhớ là đăng ký ạ. Vâng, và mời các bác chiêm ngưỡng một siêu phẩm, một cụ thiềm thư đến từ chất liệu gỗ Ngọc Am. Ua, quá thơm luôn. Đấy, PU rồi nhưng mà vẫn rất là thơm. Đấy, đây là một câu trả lời cho rất nhiều bác hỏi là tác phẩm sau khi PU xong thì còn thơm hay không. Vâng, và tác phẩm này thì em xin giới thiệu các bác, đó là về kích thước của tác phẩm. Cao, chiều cao của tác phẩm là 62, chiều ngang của tác phẩm là 92 và chiều sâu của tác phẩm là 79. Thì các bác thấy một cụ thiềm thư to như thế này ấy là rất ít. To như thế này, có thể to hơn rất nhiều thì trên thị trường có thể có, nhưng mà to mà kỹ như thế này là rất là hiếm, rất là ít các bác nhá. Đấy, vâng, và giới thiệu sơ qua về tổng quan của tác phẩm rồi thì bây giờ mời các bác chiêm ngưỡng kỹ này. Đấy, đây là cái đồng tiền, các bác nhìn thấy đồng tiền chưa? Đồng tiền đã rất là to rồi. Đấy, và tròn trịa, châm tỉa kỹ, đẹp. Đấy, vừa khít vào đây luôn. Và ánh mắt các bác nhìn thấy những phần lông mày lửa này. Đấy, phần di sần các bác nhìn thấy những thớ cơ này rất là rõ ra. Và cái sâu tiền vàng là một cái điểm nhấn của tác phẩm. Ồ, các bác thấy chưa? Đấy, em đặt tay vào đây, các bác nhìn thấy cái độ tinh xảo của cái sâu tiền vàng, những cái phần sợi nhỏ của sâu tiền. Và đây, tới đoạn này là cái khánh này, phần cái khánh các bác có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, cái khánh ở đây châm tỉa rất là kỹ, cẩn thận khi mà đục lên cái phần cái khánh này. Nếu bác nào đã xem cái video trước của em rồi thì thấy ấy, đó là phần này thì phải được vẽ này, sau căn chỉnh rất là cẩn thận. Đấy, sau đó mới đục ấy, cái sâu nó xuống đây này, xuyên xuống dưới này, xong lại vòng lên trên ở đây. Và đây gắn một viên đá hồng ngọc vào đây nữa, nhìn nó rất là nổi và sờ rất là mịn, rất là ma tay vì cái độ làm hoàn thiện rất là kỹ. Và đây đồng tiền vàng rất là tròn trịa. Xuống đây chúng ta nhìn thấy phần phía đuôi của sâu tiền vàng đây, tơi hẳn ra như này. Và để làm tơi như này mà móc kênh bong tất cả liền hết nha các bác nhá, liền hết. Đấy, làm như này nó là một cái sự tinh xảo không hề nhẹ. Và trên lưng, đấy, em sẽ quay mặt phía sau các bác chiêm ngưỡng. Mặt trên lưng chúng ta nhìn thấy, đấy, ở đây gắn đá màu tím này. Ồ, các bác nhìn thấy không? Đây là chòm sao thất tinh bắt đầu. Đấy, và gắn những viên đá màu tím lên đây. Vì ở đây chiếc khánh thì chúng ta nhìn thấy viên đá màu hồng ngọc rồi. Đấy, chòm sao thất tinh bắt đầu trên đây sẽ là màu tím. Đấy, và sang bên này nữa thì chúng ta nhìn thấy một tác phẩm siêu VIP như thế này thì chắc chắn sẽ là đục tứ diện rồi. Chắc chắn sẽ là đục tứ diện. Và đây, bên này là một cái sâu tiền vàng, các bác nhìn thấy không? Những đồng tiền vàng tròn trịa và những sâu tiền vàng sâu ở đây, họ xuyên sang bên này. Đấy, các bác nhìn thấy độ tơi vào đây này, tay em xuyên cả xuống phía dưới này. Ồ, các bác nhìn thấy chưa? Làm mặt trước, mặt sau, mặt bên, mặt trái, mặt phải như nhau. Và phía dưới phần đế chúng ta nhìn thấy đó là những cái lấm linh chi, những cái phần thân này, các bác nhìn thấy này. Đấy, và xuống một cái phần không thể thiếu được của cụ thiềm thư. Đấy, những điểm nhấn đó là cái phần móng chân đục tơi, tách hẳn ra, các bác nhìn thấy không? Đấy, và phần đây này, phần này đánh cào xước này, rất là tỉ mỉ, rất là chân thực. Và quay về mặt chính giữa của chúng ta sẽ nhìn thấy đây là mặt trước của tác phẩm nha các bác nhá. Nhìn thấy đây, thần thái rất là có hồn. Đấy, lắp một cái mắt vào đây nhìn rất là có hồn luôn. Phần phía trên di sần này, bụng căng mọng này. Đấy, cụ thiềm thư đấy là một chuyên về chiêu hút tài lộc và giữ của. Phần phía trước ở đây chúng ta nhìn thấy một cái điểm nhấn của tác phẩm này nữa, đó là một chiếc gậy như ý ở đây. Đấy, một chiếc gậy như ý và ở giữa là một cái chĩnh vàng rất là lớn. Và đầu gậy như ý thì chúng ta nhìn thấy này, đấy, cũng gắn một cái viên hồng ngọc ở đây. Và những phần hoa na tây tỉa ở đây này, châm tỉa rất là kỹ. Và các bác nhìn thấy độ tỉa và cái độ cong của cái đầu gậy như ý đó, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mềm mại chiếc gậy như ý. Và sang bên này, đấy, tỉa cân xứng với bên kia, làm rất là đẹp. Đấy, và tổng quan lại cho các bác chiêm ngưỡng một chút nữa. Đấy, một siêu phẩm như này, chiều cao của tác phẩm là 62 và chiều sâu của tác phẩm là 92. Chiều ngang tác phẩm 92 và chiều sâu của tác phẩm là 79. Một cụ cóc siêu to như này, và tặng kèm luôn cho các bác một cái kỷ nề đỏ như này để kê, để trưng bày trong không gian nhà mình nữa.
một tác phẩm như thế này thì cũng cần một không gian rất khá là lớn, để nó chiếm cái diện tích gần 1 mét vuông rồi trong ngôi nhà của mình. Đấy, mà để mà trưng bày này các bác cần phải có một không gian đủ rộng để mình sắp xếp, mình trưng bày để chiêu hút tài lộc, đem về điều may mắn và giữ của cải cho gia đình nhà mình. Vâng, và chất liệu là gỗ ngọc am các bác nhá. Bác nào mà muốn sở hữu tác phẩm này có thể liên hệ với em trai Hồng Lê, Phạm Hoàn hoặc Thu Hương. Và các bác đừng quên đấy là cho em trai xin một nút like, và đừng quên là đăng ký kênh Tượng Gỗ Nguyễn Hồng của bên em để chiêm ngưỡng nhiều hơn những tác phẩm đẹp hơn nữa. Và bây giờ thì xin chào toàn thể các bác nhà mình. Hẹn gặp các bác ở những video giới thiệu tác phẩm tiếp theo nhá.